Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Quý vị thân mến, một điều rất dễ nhận ra rằng trên các diễn đàn mạng xã hội hay báo chí truyền thông thời gian qua xuất hiện ngày càng nhiều những vụ bắt nạt học đường. Đáng chú ý, mức độ nghiêm trọng của các vụ việc này không hề dừng lại ở những xích mích hay mâu thuẫn đơn thuần. Các nạn nhân thường phải chịu những tổn thương hết sức nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần bởi chính những người bạn đồng trang lứa Mới đây nhất, cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước việc một nam sinh đã phải bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 do bị 30 học sinh hội đồng đến mức nhập viện. Càng phẫn nộ hơn, trước đó đã từng có một học sinh rơi vào tình cảnh tương tự nhưng đã bị nhà trường giấu nhẹm đi. Có lẽ, trong ấn tượng của nhiều người, khoảnh khắc chia tay lớp 9 để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, sẵn sàng bước chân vào một môi trường mới là những giây phút đầy xúc động và đáng nhớ. Nhưng đối với em TVV Sinh năm 2008, học sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở Hưng Thủy Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Ngày chia tay ấy lại chứa đựng những ký ức kinh hoàng mà có lẽ ám ảnh em đến mãi sau này. Kể lại sự việc với gia đình, em về cho hay, chiều ngày 3 tháng 6 khi đang chơi tại sân trường trong buổi tiệc chia tay lớp 9, em đã bị khoảng 30 học sinh cùng khóa kéo ra nhà vệ sinh và nói chuyện bằng nắm đấm. Về quá đau nên phải lết lại ghế nhà trường để nằm. Cuối buổi Thấy ở cổng trường vẫn còn khoảng 15 học sinh đang đứng chờ, sợ bị ăn đòn tiếp, nên nam sinh này không dám về mà trốn trong nhà xe của trường, đến gần 19 giờ mới về đến nhà. Cha của em về, ông Trần Văn Vương, sinh năm 1976 cho biết, con trai quá hoảng loạn và trầm cảm nặng, nên gia đình đã đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và không thể tham gia kỳ thi vào lớp 10 vào ngày 7 tháng 6. Gia đình đã tường trình toàn bộ sự việc với cơ quan công an và đề nghị các cơ quan chức năng, nhà trường vào cuộc làm rõ hành vi của nhóm học sinh đã ra tay với em để có biện pháp xử lý nghiêm. Ngày 8 tháng 6, liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy cho biết sự việc xảy ra 6 ngày nhưng đến nay nhà trường chưa có báo cáo bằng văn bản. Ông Thấn cũng bất ngờ với thông tin rằng trước đó có một học sinh khác cũng bị ăn đòn hội đồng nhưng nhà trường đã giấu nhẹm. Chia sẻ trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng, nhiều phụ huynh, học sinh có mặt tại xã Hương Thủy phản ánh. Vào giữa tháng 4 năm 2023, có một học sinh D.N.H lớp 9C cũng bị 6 bạn học cùng lớp ra tay phủ đầu, khiến học sinh này hoảng loạn gần một tuần. Ông Đinh Như Sơn, sinh năm 1972, ở thông đấu tranh xã Hương Thủy cho biết, cháu H là con trai tôi, học ở trường trung học cơ sở Hương Thủy, cùng lớp với cháu V, Trước đó vào giữa tháng 4, con tôi thắc mắc vì sao trống đánh sớm giờ vào học, lập tức có 6 bạn cùng lớp to cao hơn con trai tôi, đánh phủ đầu. Cháu hoảng loạn chạy về nhà, sự việc sau đó gia đình báo hiệu trưởng nhưng không được xử lý thỏa đáng mà con tôi bị hạn kiểm từ tốt xuống khá. Cháu GNH cho biết, do đau quá nên cháu ôm đầu chạy về nhà, thầy hiệu trưởng la mắng còn các bạn kia không bị xử lý nghiêm, sau đó còn đe dọa cháu. Ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy cho biết vụ việc của cháu H, nhà trường không có báo cáo gì với địa phương. Trở lại vụ việc, tvv bị 30 bạn gây thương tích trầm trọng. Ông Thuấn cho biết, đến nay ban giám hiệu nhà trường chưa có một văn bản báo cáo chính thức với Ủy ban Nhân dân xã để địa phương có hướng báo cáo xử lý đúng trình tự. Trong một diễn biến khác, người dân xã Hương Thủy hết sức bức xúc khi nhà trường yêu cầu ít nhất 16 học sinh viết bản tường trình về việc gây thương tích cho MTVV thì các học sinh này đã chụp ảnh, đưa lên các hội nhóm cười cợt với bản tường trình. Ông Võ Phước Tuyển, sinh năm 1988 cho biết, các cháu đang nhỏ mà chụp ảnh tự sướng với bản tường trình ngay trong nhà trường làm cho dư luận bức xúc, một nơi dạy học lại để cho học sinh hành hung bạn viết tường trình như viết thành tích thì không chấp nhận được. Không chỉ người dân địa phương bày tỏ sự bức xúc, mà trên mạng xã hội cư dân mạng cũng phẫn nộ với sự cợt nhã đến vô giáo dục của những thành phần này dường như khi bị phát giác hành vi tàn nhẫn với bạn học, chúng không hề mảy may lo lắng về cái giá phải trả cho hành động ấy. Nhiều người đã câu hỏi về trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường, thậm chí hoài nghi chất lượng của môi trường giáo dục khi để tình trạng bắt nạt kiểu hội đồng diễn ra ngang nhiên trong thời gian dài như vậy. Trong căn nhà nhỏ cuối thôn phù lưu, chị võ thị thắm sinh năm 1979, mẹ của em TVV bị 30 bạn bắt nạt cho hay. Thời gian gần đây, MV bị trầm cảm nặng, trận đồng hôm 3 tháng 6 chính là đỉnh điểm. Chị kể, nhiều bạn không dám can ngăn vì sợ, do một số bạn trước đó vào khuyên giải cũng bị đánh, cháu sợ quá bò vào lớp học, nằm thở mà không ai hay. Theo chị Thắm, MV đã có nhiều lần vì rơi vào tình cảnh tương tự nên đã viết đơn gửi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường nhưng đều bị giấu nhẹm. Chỉ vào đầu tháng 4 năm 2023, khi bị sáu bạn ra tay gây thương tích về viết đơn cầu cứu hiệu trưởng Võ Huy Thuật. Tại đây, ông Thuật mời gia đình sáu học sinh kia lên trao đổi, rồi đâu lại vào đấy. Bà Thắm bức xúc cho rằng, việc nhà trường mời gia đình sáu học sinh nọ mà không mời gia đình cháu V lên để thăm hỏi, động viên, sau đó cấm cháu không nói với gia đình, dẫn đến cháu V ngày càng bị trả thù và ăn đòn nhiều hơn. Khi việc MV bị học sinh ra tay hội đồng phải nhập viện đã dẫn tới bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 được báo chí phản ánh, nhà trường đã cấm toàn bộ học sinh cấp 2 chia sẻ các bài báo liên quan đến vụ việc. Trước đó, việc MV, MH bị gây thương tích hội đồng, hiệu trưởng cũng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các khối cấm học sinh kể với phụ huynh do sợ mất thành tích của nhà trường. Liên quan đến sự việc, khi báo chí liên hệ với hiệu trưởng võ huy thuật, ông này nói bận rồi cúp máy, Ông Nguyễn Văn Vững, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết, phòng đã lập đoàn kiểm tra đột xuất, yêu cầu trường báo cáo cụ thể, chi tiết, sau đó sẽ có hướng xử lý đúng quy định. Ngày 9 tháng 6, Ông Võ Danh Thấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, công an xã mới chỉ xác định được 8 em học sinh gây thương tích cho em TVV. Lý do mới xác minh được 8 em, trong khi trên thực tế là nhiều hơn. Ông Thấn cho biết nguyên nhân do nhà trường báo cáo chậm, không đầy đủ và các em học sinh phải hoàn thành xong kỳ thi vào lớp 10. Cùng đó, em TVV đang phải nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Về sự việc hai tháng trước, có em DNH cùng học lớp 9C bị 6 bạn ra tay phủ đầu mà hiệu trưởng bỏ qua và hạn kiểm em H. Không truy cứu 6 học sinh đó, ông Thuấn nói sẽ yêu cầu trường báo cáo chi tiết đầy đủ để có hướng xử lý. Cũng trong ngày 19 tháng 6, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, ông đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền xã Hương Thủy, ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C trường trung học cơ sở Hương Thủy. Ông Tình giao nhiệm vụ cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hương Thủy, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành xác minh, xử lý vụ việc, động viên thăm hỏi học sinh và gia đình nạn nhân. Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Hương Thủy tiến hành họp hội đồng sư phạm nhà trường để chấn chỉnh tình trạng bắt nạt. Học đường Hội cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Hương Thủy cần theo dõi học sinh để có biện pháp giáo dục rèn luyện. Từ những phản ánh của nhiều phụ huynh và học sinh tới báo chí, dư luận không khỏi đặt ra nghi vấn, có hay không việc ban giám hiệu bao che, lấp liếm cho hành vi bắt nạt học đường trong khuôn viên nhà trường và nguyên nhân sự thật phía sau có đơn giản chỉ là vì sợ ảnh hưởng đến thành tích chung. Một môi trường giáo dục như vậy khiến cho nhiều bậc phụ huynh quan ngại về sự an toàn của con em. Khi đã đáng ra phải là nơi rèn đức trước rồi mới luyện tài chứ không phải vì ưu tiên thành tích mà bất chấp tất cả. Quý vị thân mến, không cần phải là một người làm cha làm mẹ, bất cứ ai theo dõi vụ việc qua tin tức cũng có thể thấu hiểu sự đau xót của cha mẹ em TVV trong vụ việc trên. Con trai bị bắt nạt đến mức trầm cảm, mang trên mình nhiều thương tích, nay là có nguy cơ phải ở lại lớp 9 một năm. Cha mẹ em V bày tỏ, hy vọng ngành giáo dục xem xét đặt cách hoặc thi tuyển riêng để con có thể bước vào lớp 10. Ngày 8 tháng 6, ông Trần Văn Vương, bố của em TVV đã lên tiếng về sự việc con trai mình bị hội đồng. Theo ông Vương, hiện V vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết thương trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn. Ông Vương đau xót. Vụ việc không chỉ khiến con tôi chịu nỗi đau thể xác tinh thần mà còn lỡ luôn kỳ thi quan trọng, tương lai bị ảnh hưởng nặng nề, hậu quả phải gánh quá lớn. Ông cũng bày tỏ, nghĩ tới phải chờ thêm một năm nữa thấy rất ảnh hưởng, nên cháu và gia đình hy vọng ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thủy cùng các cơ quan chức năng tạo điều kiện để cháu được xét tốt nghiệp hoặc có biện pháp cho cháu được thi riêng. Theo bài đăng bàn luận về vụ việc đăng tải trên báo điện tử Lao động, nguyện vọng của gia đình ông Trần Văn Vương rất chính đáng và hoàn toàn tùy thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục địa phương. MV đã bị nhiều học sinh gây thương tích đau đớn về thể chất, khủng hoảng về tinh thần, lại còn bị ở lại lớp vì không thi vào lớp 10 được thì quá bất công cho em. Lúc này, MV cần sự an ủi, động viên không chỉ của gia đình mà còn của thầy cô, nhà trường và đặc biệt là đại diện lãnh đạo ngành giáo dục. Em hiện đang rất hoảng loạn hoang mang. Nếu có một lời hứa của thầy cô về việc được tiếp tục vào học lớp 10, thì em sẽ yên tâm điều trị bệnh và ổn định tinh thần tâm lý. Nhưng, việc lo cho em V một kỳ thi bổ sung hoặc đặt cách cho vào học lớp 10 thì dễ, giải quyết băng nhóm côn đồ trong nhà trường mới là chuyện khó. Trước hết, phải xem xét trách nhiệm của ban giám hiệu trường trung học cơ sở Hưng Thủy trong việc quản lý học sinh. Không phải ngẫu nhiên tình cờ mà trong nhà trường đã tồn tại các băng nhóm học sinh thường xuyên dùng nắm đấm để nói chuyện, hiếp đáp, phủ đầu bàn học. Nếu nhà trường quan tâm, theo dõi, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn thì sẽ không có những vụ việc đầy phẫn nộ như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại các địa phương liên tiếp xảy ra các vụ bắt nạt học đường gây bức xúc trong dư luận, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của các em học sinh là nạn nhân, mà thậm chí còn có nhiều em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch như em TVV trong vụ việc trên. Riêng vụ việc MV cần phải xử lý những học sinh có liên quan đúng mức, đủ sức răng đe. Nếu không, sẽ còn nhiều học sinh khác đang bị bắt nạt, bị gây thương tích về thể xác và chấn thương tinh thần kéo dài. Tất cả những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.